Vâng, Công Minh. Rất đẹp, nhưng mà thiếu độ chính xác thôi. Một pha móc bóng của cầu thủ Trần Minh Vương. Vâng, có lẽ là trong những ngày đầu xuân mới này thì một tin vui rất đặc biệt đối với địa phương chúng ta, đó là tuyển thủ Trần Minh Vương, cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đã trở về để tham gia vui xuân đón Tết, thăm quê hương và tham gia trong giải đấu hôm nay. Và với pha bóng đóng vừa rồi thì có thể là thể hiện sự đẳng cấp của anh. Vâng, rất tiếc là thiếu đi độ chính xác trong pha đấu vừa rồi. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc xưa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. Hello, Vlog Anh Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết và lúc này đây thì Vlog Anh Được Biết đang có mặt tại khu vực xã Thụy Chính. Và nơi đây đang diễn ra một giải đấu có thể nói là vô cùng là hấp dẫn và thú vị. Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình cũng chính là quê nhà của tiền vệ Trần Minh Vương, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và ngoài ra thì ngày hôm nay ở trận đấu có sự góp mặt của Trần Minh Vương đến để dự khán thì còn có một cầu thủ mà đã từng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở những mùa giải trước, đó là trung vệ Đình Bảo. Đình Bảo thì cũng quê ở Thái Bình. Và lúc nãy thì Vlog Ngoài Đường Pit cũng vừa mới đến nhà của Đình Bảo chơi và cũng đã có những cái thước phim để mang đến cho quý khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong để xem coi là Trần Minh Vương, Đình Bảo sẽ được chào đón như thế nào ở trận đấu được xem như là một cái ngày hội của bóng đá Thái Thị, Thái Bình nha. Let's go. Hôm nay là mùng 2 Tết và nhiệt độ đã ấm lên rất nhiều so với ngày hôm qua. Đây, xin mời cả nhà cùng xem giải bóng đá giao hữu thanh niên mừng xuân năm 2024. Có cả một YouTuber rất chuyên nghiệp bình luận trực tiếp luôn. Chắc là phối hợp chứ không thể đá phạt ngay được. Vì các cầu thủ của Tôn Miếu đứng rất là kỹ. Không, hay quá, hay tuyệt vời. Một pha đá phải nói là rất mỹ thuật của Minh Vương. Phải nói là không đá ngay. Nhưng mà em lại hất qua đầu hàng kiểu là loa mất đi sao. Đó là một pha dàn xếp đá rất là có ý đồ, nhưng mà các cầu thủ của Thôn Miếu cũng đã không thủ được một pha tấn công này. Với trình độ điêu luyện của Minh Vương thì chúng tôi tưởng rằng đá ngay nhưng không. Và ngay lúc đó thì trọng tài đã đổi đội coi chấm dứt hiệp một thi đấu. Mời các bạn tạm nghỉ. Chào các bạn. Bên cạnh Minh Vương chính là Đình Bảo. Xin mời cả nhà cùng xem các cổ động viên rất là vui luôn. Hòe nha FC. Cảm ơn em. Quang Dung, Bình Xuân, Giáp Thìn 2024 tại sân vận động khu trung tâm liên hợp thể thao xã Thị Chính. Cố gắng sắp xếp về giao lưu với nhau. Mới đâu ấy? Không. Cho em cái em một chỗ tay để
Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với hiệp đấu thứ hai giữa hai đội của thôn Miếu và khu một thôn Hà Nha trong chương trình giải bóng đá giao hữu thanh niên mừng Đảng mừng xuân năm 2024, mừng xuân Giáp Thìn. Và như vậy là hiệp đấu thứ nhất đã được khép lại với tỷ số là không đều cho hai đội. Và chắc chắn rằng với hiệp đấu thứ hai này, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều pha bóng gay cấn và hấp dẫn hơn nữa. Với sự chứng kiến hiện diện của đông đảo tất cả các quý vị khán giả, tin chắc rằng chúng ta sẽ có một giải bóng đá giải hữu thanh niên năm 2024 thành công. FC Thôn Miếu và FC trong buổi chiều hôm nay thì ngày mùng 2 Tết năm Giáp Thìn 2024 diễn ra hai cặp đấu giữa hai đội. Thứ nhất là trận thứ nhất đó là trận của thôn Miếu gặp khu một thôn Hà Nha, và trận thứ hai đó là thôn Chính gặp quân. Với trận đấu thứ nhất thì hai đội đã chúng ta đã là cống hiến những pha bóng đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận đấu thứ hai trong chương trình này. Bóng bóng được truyền cho các cầu thủ của một thôn Hà Nha. Vậy như vậy là pha đỡ bóng của các cầu thủ này. Có lẽ rằng đây sẽ là một sự cống hiến đặc biệt của anh đối với địa phương trong những ngày đầu xuân mới này. Và chúng ta tin tưởng rằng sẽ đến với những pha bóng hay, những pha bóng đẹp để cống hiến cho quý vị khán giả trong những ngày đầu xuân mới này. Những vâng, như vậy là bóng đá ngoài đường biên dọc và pha đá bóng lên sẽ được thể hiện để các cầu thủ đến từ khu một thôn Hà Nha. Vâng, sẽ làm gì đây? Rồi, bóng tiếp tục được phát bởi các cầu thủ thôn Miếu. Và chúng ta đang được đoán xác hiệp đấu thứ hai giữa hai đội của thôn Miếu và khu một thôn Hà Nha trong chương trình bóng đá giao hữu của mừng Đảng mừng xuân năm 2024. Vâng, bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Ngọc Hân rồi. Vâng, anh đang tìm cầu thủ để chuyền bóng lên. Vâng, xin là kính mời tất cả các quý vị đại biểu, quý khán giả, chúng ta cùng bớt chút thời gian trong những ngày đầu xuân mới của năm Giáp Thìn này để trở về khu trung tâm liên hợp của thể thao xã nhà để tham gia cổ vũ cho hoạt động đặc biệt trong chương trình giải bóng đá giao hữu thanh niên mừng Đảng mừng xuân, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Như vậy là bóng đã chạm chân của một cầu thủ của khu vực thôn Hà Nha, bóng đi ra ngoài hết đường biên ngang. Và sau đây thì pha bóng phạt góc sẽ được thể hiện bởi các cầu thủ của đội thôn Miếu. Vâng, tiếp tục pha phạt góc thứ hai dành cho các cầu thủ Miếu. Và các cầu thủ thương Miếu đang tổ chức để thực hiện pha đá phạt đặc biệt này. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định là bóng đã chạm cầu thủ chân của cầu thủ thương Miếu, bóng đi hết đường biên ngang và bóng được phát lên bởi các cầu thủ của khu một thôn Hà Nha. Minh Vương, Trần Minh Vương, anh làm gì đây, đang tìm đồng đội. Rồi, rất đẹp một pha bóng tuyệt vời, nhưng mà cái tay của thủ môn Ngọc Văn Quận nhanh hơn, đó là anh đã bắt được pha bóng vừa rồi. Vâng, rất đẹp. Có lẽ là các cầu thủ chúng ta trên mọi vùng miền của Tổ quốc đặc biệt được thể hiện trong chương trình này. Như vậy là trọng tài xác định pha bóng sẽ được phát lại bởi sự dịch chuyển của cầu môn trong pha chuyên cảm vừa rồi. Vâng, bây giờ thì lượng khán giả đến cổ vũ cho giải đấu càng ngày càng đông, và đặc biệt trong thời tiết ngày hôm nay thì có thể nói là tuyệt vời, nắng đẹp để cổ vũ cho các cầu thủ chúng ta trong chương trình hôm nay. Bóng đã được chặn lại bởi hậu vệ của cầu thủ thôn Miếu. Rất đẹp, một pha phối hợp tương đối đẹp. Như vậy là các cầu thủ của thôn Miếu đã phá bóng lên và bóng được chuyển về cho sự phạt của các cầu thủ đến từ khu vực của thôn Hà Nha trong phá bóng vừa rồi. Và đề nghị là các khán giả chúng ta ở phía ngoài chúng ta cùng nhận giúp ban tổ chức quả bóng ở phía ngoài đường. Vâng, rất đơn giản đối với Ngọc Hân trong phá bóng vừa rồi. Anh sẽ làm gì? Đang tìm đồng đội để ném bóng lên.
Vâng, đây là một giải đấu thường niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thục Chính tiến hành với sự tham gia của bốn đội, đó là Thục Miếu, Thục Chính, khu 1 và khu 2 của thôn Đại Nha hàng năm. Và rồi Minh Phương, bóng nó vào sân Minh Phương rồi, không qua được các cầu thủ của thôn Miếu. Như vậy là trọng tài đã xác định bóng ra ngoài đường biên dọc và bóng được phát lên bởi các cầu thủ của thôn Miếu trong pha bóng vừa rồi. Vâng, Tuấn anh đang tìm đồng đội để phát bóng lên. Rồi, trọng tài đã xác định là bóng đã chạm tay. Vâng, Ngọc Hoàng. Trọng tài điều khiển trong trận đấu thứ nhất này đó là trọng tài Bùi Xuân Thượng, trọng tài mang cấp FIFA đã trở về đây trong những ngày đầu xuân mới này để tham gia cùng với ban trọng tài đoàn xã, đặc biệt là bắt kính trong trận đấu trong chương trình giải bóng đá của thanh niên mừng đảng mừng xuân năm 2024. Vâng, sau đây là pha phạt bóng của các cầu thủ thân yếu. Cầu thủ mang áo 88 làm gì đây? Rồi, rất tiếc, pha bóng rất mạnh nhưng lại thiếu chính xác. Và bóng đã đi hết đường biên ngang và chuyển pha bóng trở lại với đội của khu 1 thôn Đại Nha. Vâng, Lê Tuân, anh đang tìm đồng đội để phát quả bóng lên. Như vậy là các cầu thủ Miếu đã đánh bóng ra ngoài và quyền phát bóng được thực hiện bởi các cầu thủ của khu 1 thôn Đại Nha. Làm gì đây? Rồi, rất tiếc. Như vậy là các cầu thủ của khu 1 thôn Đại Nha đã đánh đầu nhưng mà không đúng ý muốn của anh và pha bóng đã đi trượt cột dọc khoảng 2 mét. Ngọc Thành đánh đầu lên. Vâng, Quang Minh, anh làm gì đây? Vâng, như vậy Ngọc Thịnh, bóng đang ở chân Ngọc Thịnh rồi. Rất tiếc, một pha bóng rất mạnh nhưng là đủ độ chính xác và bóng đã đi hết đường biên ngang. Tham gia là bằng 7 cầu thủ. Hình ảnh các cổ động viên có thể nói rất dễ thương, rất chân chất. Vâng, Miếu, bóng đang ca trong chân các cầu thủ của Miếu. Và bây giờ anh đang tìm đồng đội để chuyền bóng cho mình. Cầu thủ 86 ạ. Vâng, anh lại đá bóng về cho Tuấn Anh. Vâng, bóng đang luẩn quẩn ở khu vực trung tuyến. Và vâng, Quang Minh, cầu thủ của thôn Đại Nha, Trần Minh Phương. Rất tiếc, bóng đã không qua được cầu thủ số 9 của rồi. Như vậy là bóng tỷ số đã mở cho trận đấu thứ nhất. Đó là cầu thủ của thôn Miếu đã ghi bàn thắng và mở màn cho chương trình giải bóng đá giao hữu thanh niên của chúng ta mừng đảng mừng xuân năm 2024. Vâng, ở những phút đầu hiệp 2 này và tỷ số 1-0 được mở bởi các cầu thủ của thôn Miếu. Xin được chúc mừng cầu thủ Miếu và những phút còn lại của hiệp thi đấu này, các cầu thủ của khu vực thôn Đại Nha sẽ làm gì để chúng ta có thể là lấy lại thế cân bằng và đặc biệt là ghi điểm trong trận đấu hôm nay. Vâng, Công Minh. Rất đẹp nhưng mà thiếu độ chính xác thôi, một pha móc bóng của cầu thủ Trần Minh Vương. Vâng, có lẽ là trong những ngày đầu xuân mới này thì một tin vui rất đặc biệt đối với địa phương chúng ta, đó là tuyển thủ Trần Minh Vương, cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đã trở về để tham gia vui xuân đón Tết, thăm quê hương và tham gia trong giải đấu hôm nay. Và với pha bóng vừa rồi thì có thể là thể hiện sự đẳng cấp của anh. Vâng, rất tiếc là thiếu đi độ chính xác trong pha đấu vừa rồi. Một pha bóng rất mạnh nhưng mà cầu thủ không một phần Đại Nha và quyền phát bóng lên thuộc các cầu thủ của thôn Miếu. Cầu thủ 86. Như vậy là bóng đã chạm chân của thôn Miếu. Vâng, với bóng đá 7 người nên đòi hỏi độ kỹ thuật rất là cao. Rất đẹp, một pha bóng có thể nói là thể hiện sự cống hiến rất là. Rồi. Lên, anh làm gì đây? Chưa đây! Rất tiếc, như vậy là bóng đã không... Trọng tài đã xác định là bóng đã chạm chân một cầu thủ của thôn Miếu đi ra ngoài và đá phạt góc quả này thuộc về các cầu thủ của
thôn khu vực thôn này anh. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên ngang ra ngoài. Rất gay gắt để cống hiến cho khán giả trong những ngày đặc biệt đầu xuân mới Giáp Thìn 2024 này. Vâng, rất đơn giản đối với này cầu thủ. Không dễ ăn một chút nào. Vâng, vì là rất nhỏ, đặc biệt là đòi hỏi rồi. Như vậy là trọng tài đã xác định là trong pha tranh chấp vừa rồi thì lỗi thuộc về các cầu thủ khu vực thôn này nha. Và cầu thủ bị phạm lỗi đó là Đức Phúc. Vâng, các cầu thủ của thôn Miếu đang tổ chức tấn công trong pha bóng này. Anh làm gì đây? Vâng, như vậy là bóng đã đập hàng rào chắn và tiếp tục bật ra ngoài hết đường biên dọc, tiếp tục quả phát bóng. Các huấn luyện viên đông như quân nguyên luôn. Trọng tài bắt lỗi cao chân đối với cầu thủ Hương Miếu. Như vậy là cầu thủ mang áo số 94. Rất nhanh, các cầu thủ ở khu một thôn nha đã tổ chức đá bóng rất là nhanh. Anh làm gì đây? Không qua được cầu thủ số 9 của Thương Miếu. Rất mải bóng trong vòng bóng rồi thì các cầu thủ Miếu đã phá bóng ra ngoài, chịu quả phạt các phạt trong đường biên dọc. Vâng, Đức Hòa. Như vậy là không phải. Cầu thủ của khu một thôn này nha sẽ tiến hành đá phạt trong phá bóng này. Rồi, Ngọc Thái làm gì đây? Chuyển cho đồng đội, đang tìm đồng đội để tổ chức tấn công. Rất đơn giản đối với Ngọc Hân. Những pha bóng từ xa này không khó khăn đối với các cầu thủ chúng ta. Đặc biệt là được biết là các cầu thủ này mặc dù thì trở về từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và trên mọi vùng miền quê hương của Tổ quốc, nhưng mà các bạn cũng đã được rèn luyện một cách rất là đều đặn, thường xuyên và rất đơn giản, không khó khăn gì trong những pha bóng như thế này. Bóng tiếp tục được phát lên bởi các cầu thủ của khu một thôn này nha. Đây là tìm đồng đội để phát bóng lên. Đình Bảo rất nguy hiểm. Trọng tài đã xác định là bóng đi hết đường biên ngang. Bóng được phát lên bởi thủ môn Ngọc Hân của thôn Miếu. Khán giả ngày một đông hơn. Nguy hiểm quá. Rất đẹp. Một pha bóng có thể phối hợp như là khách. Rất mạnh. Một pha bóng ném lên của Ngọc Thịnh. Tuy nhiên là bóng không tìm được địa chỉ của đồng đội. Và quyền phá bóng lên bởi các cầu thủ Thương Miếu trong pha bóng vừa rồi. Cầu thủ số 9 Tuấn Anh rất vui. Minh Vương làm gì đây trong pha bóng này? Rất hay. Vẫn là Minh Vương. Vâng, trọng tài đã thấy mình có lỗi trong pha bóng rồi. Rồi, Đức Phúc làm gì đây? Như vậy là Ngọc Thành đã cắt được cả pha tấn công của cao thủ Đức Miếu rồi. Và Minh Vương, Đình Bảo. Rồi, rất tiếc pha bóng vừa rồi thì 50 cm. Một pha bóng rất tiếc của không dễ ăn đâu. Đã V-League thì V-League nha. Cũng trân trọng cảm ơn tới không hề dễ ăn đâu. Đặc biệt là ban chấp hành đoàn xã đã đứng ra để tổ chức giải bóng đá giao hữu thanh niên mừng đảng mừng xuân, mừng xuân năm Giáp Thìn 2024 buổi chiều ngày hôm nay ngày mùng 2 Tết. Đức Phúc. Và như vậy là trọng tài đã xác định bóng chạm tay trong pha tranh chấp vừa rồi và quyền đá phạt sẽ thuộc về các cầu thủ của Thương Miếu. Và rất là nguy hiểm trong pha bóng này. Và cầu thủ của các cầu thủ của thôn này nha
đang tiến hành làm tường để tiến hành. Tên và đi hết đường biên ngang của Thuận Miếu. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ đến từ Thuận Miếu trong 2-0 cho các cầu thủ Thuận Miếu trước các cầu thủ của một đội này nha. Đình Bảo một pha sút xa rất căng của Đình Bảo, đã phải tay người như người nhện để đẩy quả bóng vừa rồi. Chuyền vào góc thuộc về các cầu thủ của một đội này nha. Khó lắm, sân bóng như thế này bởi các cầu thủ của Thuận Miếu để khống chế được trái bóng là điều không đơn giản một chút nào. Mặt sân bao gồm tiếp tục phạt bóng cho đất các nhiều hơn cỏ như thế này thì khống chế được quả bóng là điều cực khó, kể cả các cầu thủ chuyên nghiệp cũng vậy. Minh Vương thêm một tình huống nữa. Trọng tài xác định là bóng đá phạt góc trong pha chạy chấp bóng. Các cầu thủ của Hòe Nha đang dồn bóng cho Minh Vương. Minh Vương. Như vậy là Đức Phúc đã phá bóng lên. Minh Vương. Alo. 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 Rất tiếc. Sát chân vào. Vâng, các cầu thủ ở Thuận Miếu đã cản phá rất thành công trong phá bóng rồi. Và như vậy là bây giờ pha một tấn bóng lên nhanh. Wow, 3-0 rồi. Kinh đá phá bóng lên, tuy nhiên bóng lên đập vào cầu thủ của các Thuận Miếu, của các cầu thủ Thuận Miếu. Và mất được cơ trở lại gôn, như vậy là 3-0 trong trận đấu. Hay quá. Giữa các cầu thủ của Thuận Miếu và khu bảo tồn này nha. Đây là một tỷ số mà không ai ngờ đến, không ai nghĩ đến và đã đến. Không ai nghĩ đến và đã đến. Bộ đôi song sát Trần Minh Vương, Đình Bảo. Gần 3-0 rồi. Chỉ còn rất ít phút nữa thì hiệp đấu thứ 2 này cũng sẽ khép lại. Và các cầu thủ của Khung Mô Tôn sẽ làm gì trong những phút còn lại của trận đấu này? 5 triệu ủng hộ nha. 5 triệu ủng hộ. Vâng, như vậy là Lê Tuân đã đỡ bóng ra ngoài trong pha tranh chấp cùng với các cầu thủ Thuận Miếu. Và tiếp tục pha đá phạt của các cầu thủ Thuận Miếu. Vâng, bóng đã nằm qua trong tay của thủ môn Ngọc Thịnh. Như vậy là trong trận đấu thứ hai này có sự hoán đổi giữa hai vị trí, đó là thủ môn và cầu thủ tấn công. Rồi, chúng ta đã xác định là bóng đã được chạm chân của cầu thủ Thuận Miếu trước khi đi ra ngoài đường biên dọc. Bóng được phát lên bởi Lê Vinh. Vâng, rất tiếc là bóng đây đi hết đường biên ngang để ra ngoài. Ngọc Hân, Vũ Ngọc Hân đang tìm đồng đội để chuyển bóng lên. Tiếp tục, cầu thủ 8 mang áo số 86. Rồi. Rất tiếc một pha khống chế bóng không thành công, không ý của các cầu thủ Thuận Miếu và bóng được phát lên bởi các cầu thủ của thôn này nha. Vâng, anh làm gì đây? Vâng, Minh Vương, Trần Minh Vương, anh sẽ làm gì đây? Vâng, có thể nói là những vượt đặc biệt vượt bóng từ xa đối với các cầu thủ thì là một điều rất là khó, bởi vì là mỗi bên là 7 cầu thủ và đặc biệt là lực dẫn bóng trong cự ly xa sẽ không nguy hiểm đối với các thủ môn. Và quyền vào bóng thuộc về các cầu thủ Thuận Miếu. Anh Tuấn làm gì đây? Anh đang tìm đồng đội để thực hiện quả phát bóng này. Như là bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc rồi.
Hay quá. Vâng, Đức Hoài làm gì đây? Lê Tuân, vâng. Có thể nói là sân thì đã được tu sửa, tuy nhiên cũng không thể và như vậy là trọng tài xác định các cầu thủ của ngành đã có lỗi trong pha cản. Như vậy là các cầu thủ Thôn Miếu có sự thay đổi người. Vâng, chúng tôi cũng đề nghị là tất cả các cầu thủ chúng ta về quê đón Tết đều có thể tham gia trong cái giải đấu đặc biệt này. Chúng ta là thể thao đoàn kết trung thực, tiến bộ và cao thượng. Anh Tuấn đang kịp đồng đội để thực hiện quả phát bóng này. Rồi, như vậy là rất tiếc không qua được. Rất tiếc. Phát huy thủ môn Ngọc Hân đã có thể nói là bay người để cản phá một pha bóng 10-10 là sẽ đi vào gôn rồi. Rất tiếc. Đúng là có thể nói là đã hay cả may. Trọng tài ra định bóng cao chân trong ra bóng rồi. Tấn công rất nhanh. Nhưng mà các cầu thủ Thương Hiếu đã cản phá có thể là rất là hiệu quả trong cái pha tấn công cực kỳ nhanh của các cầu thủ của một thương này nhau vừa rồi. Và như vậy là bóng được phát lên bởi các cầu thủ Thương Hiếu trong pha tranh chấp vừa rồi. Trọng tài bắt lỗi cao chân đối với các cầu thủ của khu vực thôn này nha. Vâng, có thể nói là các cầu thủ nếu hôm nay chỉ trong tích tắc thì bóng sẽ vào gôn. Nhưng mà chúng tôi theo dõi là đã có nhất là 2 đến 3 pha bóng mà cầu môn đã cứu thua. Cầu dọc vừa xài ngang đã từ chối những bàn thắng của khu vực thôn này nha. Và chúng ta đang được chứng kiến những pha bóng đẹp, ấn tượng trong ngày đầu xuân mới này. Vâng, như vậy là một pha bóng đã phát không trúng ạ. Vâng, đề nghị là các cầu thủ của thôn chính và khu 2 thôn nha khởi động để làm công tác chuẩn bị. Vâng, giải đấu sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, cận ngày mai. Thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu, quý khán giả chúng ta cùng bước chút thời gian để trở về sân vận động trung tâm của xã để tham gia tham dự cổ vũ và đến với giải ra cứu bóng đá thanh niên của chúng ta trong chương trình này. Vâng, vừa rồi là một pha khống chế bóng của Minh Vương nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang của Thôn Miếu đi ra ngoài. Quyền bóng thuộc về cầu thủ thủ môn Vũ Ngọc Hân của Thôn Miếu. Anh đang tìm đồng đội làm gì đây? Ngọc Thạch. Vâng, rất đi làm gì đây? Vâng, như vậy là cuối cùng là cầu thủ số 9 của Thôn Miếu đã nhanh hơn khoảng 1/10 giây. Và anh đã đẩy quả bóng từ cầu thủ Trần Minh Vương, bóng đi ra ngoài. Rất tiếc. Rồi, trong tài đã xác định trong lỗi tranh chấp vừa rồi thì các cầu thủ Thôn Miếu đã phạm lỗi. Và chưa thể bàn đầu tiên của trận đấu, của giải đấu đã đúng ra đối với cầu thủ của Thôn Miếu. Vâng, chúng ta cùng thi đấu trên truyền hình Fair Play để cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những pha bóng đẹp để chúng ta đến với một sự cao thượng, trung thực và hiệu quả nhất của giải đấu mừng Đảng mừng xuân năm Giáp Thìn 2024 này. Vâng, quyền phát bóng thuộc về các cầu thủ của khu vực thôn này nha. Tiếp tục bóng đá chạm chân cầu thủ của Thương Miếu đi ra ngoài hết đường biên ngang. Tiếp tục quả phạt góc cho các cầu thủ của khu vực thôn này nha. Trần Minh Vương sẽ thực hiện pha đá phạt này. Anh đã tìm đồng đội. Nhập bóng vào. Rồi. Có thể nói là thoát tim các cầu thủ của Thương Miếu đã thoát tim. Tuyệt vời. Rồi, như vậy là trọng tài vẫn chưa thổi còi và bóng vẫn được tiếp tục. Trọng tài cho ngừng trận đấu để anh chỉ còn tính bằng phút thôi trong trận đấu này. Như vậy là bóng đã chạm chân cầu thủ của khu vực thôn này nha, bóng đi ra ngoài, trọng tài đã xác định rồi. Trọng tài vâng, Ngô Xuân Thương là trọng tài FIFA vừa trở về từ giải Asian Cup trong buổi sáng hôm nay, trở về trên chuyến máy bay tốc hành cuối cùng để trở về tham gia với địa phương chúng ta trong buổi này, bắt chính trong trận đấu này. Vâng, bóng chạm chân của các cầu thủ của khu vực thôn này nha đi ra ngoài.
Vâng, vui vẻ đoàn kết, trung thực cao thượng, đó là mục tiêu mà ban tổ chức của giải bóng đá giao hữu thanh niên của Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2024 đặt ra. Nhanh lên. Như vậy là các cầu thủ Hưng Hiếu đã ngăn cản rất thành công trong pha bóng rồi. Minh Phương hay là gì đây? Rất anh có thể nói là cầu thủ hưng phấn của Hưng Hiếu rất nhanh hơn một nửa nhịp và bóng không thể chạm chân của các cầu thủ của Mộc Thời nha, bóng đã đi ra ngoài. Và bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Vũ Ngọc Hân. Quyền phá bóng lên cho cầu thủ Miếu. Rất tiếc một pha bóng rất mạnh nhưng là thiếu độ chính xác. Bóng đi hết đường biên ngang ra ngoài. Và quyền phá bóng lên thuộc các cầu thủ của Thứ Miếu. Hai đó là trận đấu diễn ra giữa các cầu thủ của đội. Vâng, trọng tài xác định lỗi trong pha tranh chấp bây giờ rồi. Thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ. Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn. Ngọc Thạch đang tìm đồng đội để phát bóng lên trong pha vừa rồi. Vâng. Bóng đã xác định chạm tay các cầu thủ của khu vực thôn này nha. Và chuyển bóng lên thuộc các cầu thủ Tuấn Hiếu. Vâng, trước đây chúng ta xác định là ăn Tết và bên này. Một pha tranh chấp bóng rất nhanh. Vâng, bóng đã không được như ý và tiếp tục đi hết đường biên ngang. Và quyền bóng lên thuộc các cầu thủ. Không dễ ăn chút nào. Chắc sẽ là một pha động tác giả của Minh Vương để truyền cho Đình Bảo dứt điểm. Vâng, các cầu thủ của khu vực Thôi Nha đang tổ chức tấn công, phối hợp tấn công trong pha bóng có thể nói là gần như là cuối cùng trong sự kiện này. Rồi, không thành công. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu. Trận đấu đầu tiên đó là trận đấu giữa không dễ ăn một chút nào. Thôi Miếu và các cầu thủ khu vực Thôi Nha. Xin được chúc mừng các cầu thủ Thôi Miếu đã giành chiến thắng đầu tiên trong giải trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 2 Tết. Và xin được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu thứ hai, đó là trận đấu giữa đội bóng đá thanh niên giữa thôn chính và khu hai thôn này nha. Vâng, xin được cảm ơn những tấm lòng, những tình cảm tốt đẹp của các quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã trở về cổ vũ cho hoạt động đặc biệt Mừng Đảng Mừng Xuân chúng ta trong buổi chiều ngày nay. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được thưởng thức một trận thi đấu thật là tuyệt vời và cực kỳ đẩy lửa của các cầu thủ thi đấu rất là hết mình, cống hiến cho quý vị và chúng ta đã đến cổ vũ và động viên cho phong trào tuổi trẻ quê hương xã Thủy Chính. Và trận thi đấu đã diễn ra một cách rất minh bạch, rất đẹp, mà chúng ta vừa được thưởng thức những trận bóng tuyệt vời đẩy lửa của các cầu thủ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn trận tài và các cầu thủ của hai đội. Vâng, như vậy ở trận thi đấu thứ nhất thì đội tuyển của Thôn Miếu đã thắng đội tuyển của khu một thôn Nhà Nha với tỷ số 3-0. Và chúng ta tạm thời nghỉ lao ít phút để tiếp tục theo dõi trận thi đấu thứ hai giữa đội tuyển của thôn chính gặp đội tuyển của thôn 4 thôn Nhà Nha. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm thời giải lao ít phút. Xin mời các đồng chí trong ban lãnh đạo của hai đội, các đồng chí trong ban lãnh đạo của hai đội cho các cầu thủ của mình trở về sân vận động để chuẩn bị cho trận thi đấu thứ hai của đội tuyển. Không dễ ăn chút nào đâu. Ai mà bảo không dễ ăn đâu. Sân bóng thì lập bập. Anh có quay lại quả anh Vương mà một mình gôn dê ra ngoài đấy không? Trái có anh coi quay hết. Anh nhớ đăng cái quả ấy lên nhé. Hãy
Hôm nay trong vòng trong đời các đại công trường trước trận thi đấu thứ hai giữa đội tuyển hôm nay đó là đội tuyển của quân chúng đại đội tuyển về đâu? Hai người em ngửi gầy với. Không được tụt áo rồi, tụt áo rồi. Rồi thì chúng ta vừa mới xem xong người con của bóng đá Thái Thụy đá và nhận một cái thất bại với tỷ số là 0-3. Quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn, đá hay quá. Ủa em bé đâu rồi? Em bé cho về với mẹ em. Ủa, sao mẹ đưa về được? Mẹ em với Ngọc đi xem á. Mới chạy sang đây. Tặng ngay đi lấy lọc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.